Đảng sanh là gì đó con?
đúng rồi, ngài sinh ra, ngoài từ đản sanh ra còn có từ gì nữa? Đức Phật là dùng từ đản sanh, thị hiện, giáng trần, lâm phàm, là những cái từ mà nói đến sự tôn kính. Mỗi từ đều có mỗi cái ý nghĩa riêng, chứ chúng ta không thể nói là hôm nay là ngày đản sanh của tôi, không ai nói như vậy, hoặc là ngày thị hiện của tôi, không ai nói như vậy. Và chỉ có Đức Phật mới dùng là từ Đức Phật thị hiện, Đức Phật đản sanh, Đức Phật khánh đản, Đức Phật lâm phàm. Còn chúng ta thì dùng từ gì? Cái sự sinh ra đời của ngài với sự sinh ra đời của chúng ta nó khác nhau, từ cái ý nghĩa, từ lời nói cho tới những cái cách dùng từ cũng khác nhau nữa, thể hiện sự tôn kính. Tại vì Đức Phật là sao? Ngài thị hiện có nghĩa là ngài đã thành Phật từ vô lượng vô số kiếp rồi, ngài có ở đó rồi, nhưng vì chúng ta đây, ngài thị hiện trong cõi đời này, ngài sinh ra trong cõi đời này để mà cứu độ, cứu khổ. Hoặc là từ đản sanh, hoặc là khánh đản, là cái sự sinh ra đời của ngài là làm cho cả nhân loại đều vui mừng đón chào một bậc vĩ nhân ra đời, đem lại cái sự an vui hạnh phúc cho nhân loại, cho tất cả mọi người chúng sanh. Chứ không phải sinh ra làm sao mà mình sống làm sao kia, sao mà ông bà đó sinh ra cái thành gì mà ác nghiệp vậy đó, khác với chúng ta hoàn toàn. Ngày sinh ra là cái sự vui mừng chào đón, và giáng trần là từ ở trên cõi trên ngày giáng xuống, gọi là giáng trần. Còn chúng ta thì sinh gọi là ngày sinh nhật, rồi ngày sinh ra đời, rồi người đẻ ra, là cái gì? Cái sự sinh của ngài nó khác với sự sinh của chúng ta, là ngài là nguyện sanh mà chúng ta là nghiệp sanh. Đức Phật là nguyện sanh, chúng ta là nghiệp sanh. Từ nghiệp và từ nguyện, nguyện là từ nguyện, đâu nghiệp là sao? Cũng na ná 80% đúng. Đúng rồi các con, nguyện sanh có nghĩa là ngài đã thành Phật vô lượng kiếp. Đến nay ngài đã, không phải là kiếp này ngài mới thành Phật, mà nhiều kiếp trước ngài đã thành Phật rồi, nhưng mà vì chúng sanh ngài thị hiện, ngài sinh ra, ngài có một cái nguyện để sinh ra đời độ chúng ta, cứu khổ cho chúng ta, cho nên gọi là nguyện sanh. Còn chúng ta là nghiệp sanh, cái nghĩa là chúng ta sống trong cuộc đời tạo bao nhiêu cái ác nghiệp, từ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nó chồng chất ngày này qua tháng nọ. Thì khi mà cái phút lâm chung, những cái hành động, cái lời nó ý nghĩa đó, nó đã thành cái quả rồi, và cái nghiệp quả đó nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi tái sanh. Chúng ta không thể làm chủ được chúng ta chết rồi sinh ra ở đâu, hay là sinh ra ở nước nào, chúng ta không biết được, mà chỉ dựa trên cái những cái mà cái nghiệp chúng ta tạo ra rồi nó dẫn dắt chúng ta đi tái sanh. Còn ngài là gọi là chủ động để sanh ra đời, còn chúng ta là gì? Bị động để sinh ra, nó khác nhau hoàn toàn. Cho nên sự tôn kính ngài là đúng thôi. Ngài đã thành Phật là một bậc vĩ nhân, một bậc giác ngộ sinh ra. Cho nên những cái từ là đản sanh, thị hiện, lâm phàm hay là khánh đản đều là những cái từ cung kính nói về cái sự sanh nở của ngài. Đản sanh, và khi ngài, mẹ ngài là tên gì? Maya, đúng rồi. Vua gì? Tịnh Phạn. Ở nước nào? Hả? Giỏi, nhưng mà nước nào thành ca tư đê vệ là thuộc nước nào? Ấn Độ. Mà chỗ ngài sanh là hiện nay là nước nào? Giỏi quá. Ngài là sinh từ Tịnh Ca Thành Ca Tỳ La Vệ, hiện nay là nước Nepal chứ không phải còn nước Ấn Độ nữa. Nó bị tách ra rồi. Và khi mà ngài đản sanh thì có cái sự kiện gì các con? Hả?
rừng nở trắng. À, rồi cái gì nữa? Sau 8 ngày thì là mẹ Phật qua đời. À, rồi cái gì nữa? Ngài bước đi là dưới chân ngài là những bông hoa sen. Mấy bước? Bảy bước. Giỏi quá. Cho một tràng vỗ tay. Sao mà Đức Phật bước trên hoa sen? Không bước lên hoa cúc, hoa hường, hoa hoa ẩm chứa mà bước lên hoa sen. Cái hoa sen là thể hiện sự trong sáng, thanh khiết. Ngài sinh ra trong cái sự thanh khiết, thanh tịnh hoàn toàn. Cho nên ngài đi bước trên hoa sen chứ không bước trên cẩm chướng. Nếu mà bước trên cẩm chướng là khó chịu lắm, đúng không? Và các con biết là khi mà ngài bước xong bảy, bước thứ bảy thì ngài nói câu gì? Câu gì? Ra nữa, còn hai câu nữa, thuộc hai câu nữa thôi đúng không? Đúng rồi, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử. Biết không? Thiền không có rung gì nghe, biết tiếng hát vô dài mới cho tiếng hát luôn. Thiền thượng thiên hạ, thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh sanh lão bệnh tử. Có một bài khác nữa là thiên thượng thiên hạ duy ngã vi tôn, tam giới giai khổ ngô đường ăn chi. Thiên thượng thiên hạ duy ngã vi tôn, tam giới giai khổ ngô đường ăn chi. Đúng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh sanh lão bệnh tử, nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có ta là tôn quý hơn hết, tất cả chúng sanh đều bị chi phối của sanh lão bệnh tử. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, à nhiếp tâm lại để nghe. À, tại sao là trên trời dưới đất chỉ có ta là hơn hết? Ở đây Đức Phật có kiêu ngạo không? Đừng có học cái câu đi về cái trên nhà dưới nhà và giữa là một mình ta là độc chiếm hết. Mà Đức Phật không phải dùng cái từ là cái ta này, cái tôi này, cái sự ngã mạn. Là trên hết cái nghĩa chữ ta đây, Đức Phật không có nói là cái bản ngã của mình, mà Đức Phật nói về cái sự thanh tịnh, cái tâm trong sáng, cái tâm giác ngộ, cái tâm thánh thiện của mỗi chúng sanh. Đức Phật thường nói là tất cả chúng sanh đều có cái Phật tánh, Phật tâm. Và cái tâm này đó chính là cái tâm thánh thiện của mỗi con người. Mà cao hơn nữa đó là cái Phật tâm của mỗi con người và cái tâm giác ngộ của mỗi con người. Như trong Nho giáo thì ghi là gì? Nhân chi sơ tánh bổn thiện, là tất cả chúng sanh, con người mới sinh ra đều là có một cái tánh thiện lành hết. Nhưng Nho giáo thì dừng ở chỗ thiện lành thôi. Nhưng ở Phật giáo thì nhấn mạnh cái chỗ là cái tâm này là tâm giác ngộ, cái tâm này là tâm thành Phật, cái tâm này là Bồ Đề tâm mà ai cũng có hết. Chứ không phải là Đức Phật nói về cái bản ngã, không phải nói về cái tôi của bản thân mình, hiểu chưa? Chứ không phải là mới đọc cái câu này sao mà Đức Phật là
bậc vĩ nhân mà Ngài có cái sự kiêu ngạo không có. Ngài đang trân quý, trân trọng cái sự thanh tịnh, cái sự trong sáng, cái sự thánh thiện, cái sự giác ngộ của mỗi chúng sanh. Và chỉ có cái đó mới là tôn quý nhất của mỗi con người chúng ta mà thôi. Không có gì tôn quý hơn nữa. Và là chúng ta hiểu được cái từ ngã này. Thì ngã này các con nên nhớ, đây không phải là bản ngã, đây không phải là cái tôi của mỗi người mà chúng ta nghĩ rằng đó là cái tôi, nhưng mà đó là cái tâm Phật của mình. Đức Phật nói là chỉ có cái tâm đó là tôn quý hơn ai hết. Nhất thiết chúng sanh sanh lão bệnh tử, nghĩa là tất cả chúng sanh đều bị chi phối của sanh già bệnh chết, không ai thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đó. Mà chỉ có cái tâm thanh tịnh, tập tu tập, chúng ta hành trì để trở thành một bậc giác ngộ, thì khi đó chúng ta mới thoát ra được cái khỏi cái cảnh sanh già bệnh chết. Rồi thêm một bài nữa là gì? Thiên thường thiên hà, duy ngã duy tôn, tam giới giai khổ, ngô đương an chi. Là trên trời dưới đất chỉ có cái tôi là tôn quý hết. Mà cái tôi này cũng chính là cái tâm thanh tịnh, cái tâm trong sáng, cái tâm thánh thiện, cái tâm giác ngộ bồ đề tâm của mỗi chúng ta. Tam giới giai khổ, ngô đương an chi. Tam giới là ba cõi. Chúng ta sống ở đây là không phải là một cái cõi trời của người không, mà có ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà chúng ta đang ở đây là cõi gì các con biết không? Giỏi quá. Tại sao chúng ta đang ở cõi dục mà không ở cõi khác? Đúng rồi. Có nghĩa là khi mà chúng ta sinh ra ở cõi này là gọi là cõi dục giới. Là chính vì cái tâm tham dục của mình nó kéo mình vào trong cái cõi dục giới này. Sinh ra con người, bản chất tự nhiên bên trong nó có cái lòng tham sẵn trong đó, có cái dục vọng sẵn trong đó, và đợi những cơ hội nó bộc phát ra. Và theo cái nghiệp đó nó đưa chúng ta vào cái cõi dục giới này. Còn cõi vô sắc giới, sắc giới, vô sắc giới là những cái cõi chư thiên. Có cõi là có cõi có hình và có cõi có vô hình. Cho nên tam giới giai khổ, dù cho những người trên trời chư thiên cũng nằm trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cho nên họ vẫn khổ như mình. Chẳng qua là họ ở cảnh trời nó sướng hơn chút thôi, nhưng mà khi hết cái phước rồi họ cũng bị đọa xuống lại trong luẩn quẩn trong cái vòng sanh tử luân hồi. Ngô đương an chi, chỉ có cái tâm, cái tôi này, cái Phật tâm này, cái tâm trong sáng này, thanh tịnh này mới đem lại cái sự bình an, hạnh phúc cho ba cõi mà thôi. Cho nên Ngài thấy rằng cái tâm bồ đề tâm, tâm giác ngộ, thánh thiện này nó rất là quan trọng. Nghe các con, chứ không phải là làm ăn lo cuộc sống rồi chúng ta bị sanh già bệnh chết chi phối. Mình sống hôm nay nhưng ngày mai mình không bảo đảm được, khi hơi thở ra mà không có hơi thở vào lại thì mình đã qua một kiếp khác rồi. Cho nên mình ngoài cái việc trong cuộc sống ra, mình phải hướng về bên trong để mình tìm lại cái viên ngọc của mình đang có ở bên trong này. Ai cũng có một cái viên ngọc trong sáng. Phật dạy trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái phẩm là Ngã Cùng Tử, Đức Phật nói rằng có một cái anh chàng đó, anh có một cái châu báu, cái viên châu báu mà cha ổng chết đi để lại, mà anh không biết khi mà anh tỉnh dậy thì cha anh mất đi, và anh không biết là mình có một cái viên ngọc rất là quý giá, và đổi ra nếu mà đổi ra tiền bạc là có thể sống hết cả cuộc đời anh cũng còn dư dả. Nhưng mà anh không có biết, và anh cứ đi nghĩ là anh nghèo khổ và anh đi xin ăn từng nhà vậy đó. Và khi cuối cùng rồi á, có một bậc thiền tri thức nói rằng trước khi cha anh chết để lại cho anh một viên ngọc rất là vô giá,
và anh đổi cái viên ngọc này thì cả cuộc đời anh giàu sang sung túc. Thì khi đó anh mới lôi cái viên ngọc ra và bán đi, là đúng là anh trở thành một nhà tỷ phú. Cũng vậy đó, trong tâm của chúng ta, trong con người của chúng ta đều có một cái viên ngọc. Viên ngọc đó là gì? Là cái tâm trong sáng, thánh thiện, là cái Phật tâm. Và cái tâm này nó sẽ đưa chúng ta từ phàm phu trở thành bậc thánh nhân, bậc vĩ nhân, có thể là thành Phật. Cho nên Đức Phật nói là chỉ có cái tâm đó là quý tâm, quý hơn hơn cái gì đấy, có cái gì quý ngoài cái tâm tâm Phật, Phật tâm, Bồ Đề tâm đó. Cho nên chúng ta phải sáng suốt, chúng ta phải khôn ngoan, nhận biết rằng mình đang có một cái viên ngọc đó, mình luôn giữ cho nó trong sáng, mình tinh tấn, đừng cái giải đãi. Cuộc đời nó nhanh lắm, thời gian thấm thoát như thoi đưa, đời sống bấp bênh như bột nổi. Nên tinh tấn tu hành, đừng có giải đãi, lười biếng. Mình nghĩ rằng mình sống được 50 năm, 70 năm, nhưng mà cuộc đời vô thường. Khi mà chết đi rồi mình mang được tiền bạc không? Không mang được tiền bạc, không mang được người thân yêu, không mang được những cái gì mà mình quý nhất, trong quý nhất cũng không mang được. Và cái quý nhất của mình là gì? Cái thân này nè, mình quý ghê lắm. Nhưng mà khi chết rồi, mình cũng phải để lại cái thân này, thân xác này phải tan hoại, đúng không? Không có gì quý hết. Cho nên khi mà mình nhận ra vấn đề là cái cuộc đời này không có gì đáng quý hết, chỉ có cái tâm Bồ Đề tâm là tôn quý hơn hết. Đức Phật cái sự trí tuệ của ngài tuyệt vời quá, phải không quý vị, đúng không? Nó ngài sáng suốt lắm, ngài biết cái gì, ngài là một trí tuệ, cho nên ngài bậc vĩ nhân, cho nên ngài nhận biết được cái gì đáng quý, cái gì không đáng quý, ngài chỉ cho chúng ta thấy luôn đó. Còn cái nghiệp của chúng ta, cái thức của chúng ta, cái phước đức của chúng ta có nhận hay không là do bản thân của mỗi người đó. Cái ý nghĩa của cái câu này nó hay ghê lắm quý vị. Chúng ta phải nằm lòng, chúng ta coi như là cái bố báo của mình vậy đó. Tụng hàng ngày, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết chúng sanh sanh lão bệnh tử, cái tụng hồi vậy đó là chặt mình ngộ ra được Đức Phật muốn nói gì và dạy cho ta cái gì, truyền đạt cho chúng ta cái gì. Chứ cuộc sống bên ngoài mệt mỏi lắm, nó cần phải chúng ta nỗ lực rất nhiều, nhưng mà cuối cùng lại không được cái gì trong tay cả, ngoài cái nghiệp thức mà thôi. Cho nên chúng ta phải sáng suốt, nhận định được cái gì quý nhất trong cuộc đời của mình ha. Mình định hướng cho mình, đừng để cái nghiệp thức, cái nhân mình tạo rồi thì cái nghiệp đó nó dẫn dắt mình đi đầu thai tội lắm. Có khi thì mình may mắn là mình tu tập, mình biết con đường hướng đúng đắn mình tu, thì cái nghiệp mình nó sẽ dẫn dắt những cái cõi tốt hơn. Còn không thì nó sẽ dẫn dắt đi những cái cõi rất là đau thương, thấy không? Đó là cái sự đáng sanh. Thì khi mà Đức Phật ra đời 7 ngày thì mẹ ngài chết, dì thay thế nuôi ngài là gì? Dì ngài tên gì các con? Có ai nhớ dì ngài tên gì? Mahabhasabade là dì ruột của ngài. Sau khi ngài mà ngài cũng tổ nha, đáng thương nha, 7 ngày thôi mà mẹ ngài mất và dì ngài nuôi nắng ngài. Và ngài khi ngài qua ngài, ngài sống một cuộc sống, ngài tên là gì các con? Tất đa ý nghĩa là gì? Tội nghiệp, nguyện, tội nguyện hoặc là cát tường. Tức nghĩa là ngài sinh ra theo cái ý muốn của hoàng hậu Maya và vua Tịnh Phạn. Khi mà hai vợ chồng lớn tuổi rồi mà chưa có con để mà kế ngôi, thì hai vợ chồng rất là kính tín và cầu nguyện rất nhiều, và khi đó sinh ra ngài, cho nên đạt được như ý nguyện, cho nên đạt là Sĩ Đạt Đa hoặc là Tất Đạt Đa, có nghĩa là tội nghiệp hoặc là kiết cường. Và ngài sống trong cuộc sống rất là đầy đủ sung túc. Và một lần khi đó ngài 7 tuổi thì vua cha dẫn ngài đi xem cái cảnh là hạ điền, thấy không? Cái cảnh mà hạ điền là các con biết hạ điền là gì không? Đúng rồi, là cái cảnh mà cày ruộng á. Thì cái
khi đó là cái kinh tế của nước Ấn Độ thời bấy giờ là chỉ có nông nghiệp là làm chính thôi, cho nên cái việc mà sản xuất ra lúa gạo và lương thực rất là quan trọng. Cho nên những nhà vua thấy vậy, cho nên mỗi năm là tạo một cái cuộc thi gọi là hạ điền để cho phấn khởi bà con, phấn khởi trong cái việc là làm vườn ruộng. Và trong cái buổi mà thi hạ điền đó, có một cái điều rất là quan trọng trong cuộc đời ngài và chúng ta sẽ học ngài từ đó, là cái cảnh hạ điền thì con trâu đi trước, cái cày đi sau cùng với cái người nông phu. Khi mà người nông phu muốn cho cái con trâu mà nó có cái sức mạnh để mà nó kéo cho nó thiệt nhanh, thì người nông phu đánh vào một con trâu thiệt đau, thiệt là mạnh, thì trâu mới đi được nhanh. Và Đức Phật chứng kiến cái cảnh đó với người 7 tuổi và ngài là rơi lệ trước cái cảnh lại cái sự chịu khổ của con trâu. Và trong cái sự vui mừng của nhiều người rất là hốt hỉ với cái sự mà đau khổ của những con trâu như vậy. Và bên dưới là có những con trùng nó chết, rồi con sâu bọ nó bị cán ra nát hai, và đàn chim thì xà xuống thấy những cái con trùng đó nó đang chết và những con chim đó nó xà xuống nó ăn, nó cắt mổ ra. Nếu là 7 tuổi thì các con có nhận ra vấn đề đó không? Có đủ cái sự từ bi, cái tình thương để nhận ra vấn đề đó là cái đề sự đau xót không? Hay là mình cũng riêng hò với mọi người, đúng không? Hồi 7 tuổi là chắc cô cũng ngu muội lắm, cũng mình ai bài chi mình làm đó, cho nên mình giết những con vật mà mình rất cho rất là đơn giản, chứ không có đặt đủ tình thương như ngài. Và ngài thấy cái cảnh đó được, ngài đã rơi lệ. Ngài thấy sao mà cái người mạnh hiếp người yếu và vui trên sự đau khổ của người khác, và lấy cái niềm đau khổ người khác làm cái sự phấn khích cho mình, và con này sẽ nuôi sống con kia. Từ đó ngài ra khỏi cái cuộc thi đó, và ngài đi tìm sâu vô rừng nữa, thì ngài ngồi thiền. Và khi mà vô rừng á, thì thầy ngài thấy cái cảnh tượng là một ông thợ săn chuẩn bị dương cung bắn đàn nai, và đàn nai từ từ cũng bị ngã gục và chết đi. Và ở trên núi thì có một con hổ đang rình ông thợ săn này, có nghĩa là con này chờ chực để ăn con kia chuẩn bị làm mồi cho con này, nghĩa là sự sống này là có một cái chuỗi đau khổ và thù hận. Và ngài từ đó khởi lên từ bi, cái lòng từ của ngài nó lớn rộng mênh mông. Và từ cái việc này thì chúng ta học ra được một cái bài học đáng quý, đáng trân trọng trong cuộc sống mình để mà chúng ta ứng dụng, là cái gì các con biết không? Ăn chay trong đạo Phật. Bắt đầu vô cái bài nha, cái bài ứng dụng của mình. Ăn chay. Tại vì sao gọi là ăn chay theo đạo Phật? Tại vì những cái đạo khác cũng có ăn chay, đạo Thiên Chúa cũng có ăn chay, chứ không phải riêng ra đạo Phật mình đâu các con nghe. Các con học bài này thì mình sẽ hiểu được. Rồi, tại sao mà có cái niệm ăn chay theo đạo Phật? Tại vì các đạo khác cũng có ăn chay, Thiên Chúa cũng có ăn chay, ngay cả đạo Hồi giáo cũng có ăn chay, và đạo Phật mình cũng có ăn chay. Nhưng mỗi đạo, khái niệm về ăn chay của mỗi đạo là khác nhau, không giống nhau. Có ai từng biết là đạo Hồi ăn chay, quan niệm của đạo Hồi là gì? Hả? Không. Cái gì? Năng nổ lên. Có những cái mình không biết cho nên mình học. Mà khi mình học mình phải tập trung 100%. Mình đừng để cái đầu mình nó lơ lửng từng tầng mây. Uổng lắm. Mình tới đây là mình học. Mình học để mình hiểu được nhiều cái kiến thức để mình áp dụng trong cái đời sống của mình. Đạo Hồi cũng có ăn chay.
Nhưng mà ăn chay của đạo Hồi, cái quan điểm của họ là gì? Không có những ngày chay của họ, họ có những ngày chay riêng, không ăn, không uống, nhìn ăn nhìn uống và không được hút thuốc. Thì đó là khái niệm ăn chay của đạo Hồi giáo. Các đạo Thiên Chúa giáo ăn chay là gì? Những ngày chay của họ, những ngày ăn chân trường của họ là họ phải ăn đạm bạc, đừng ăn theo cái khoái lạc của mình, hạn chế cái sự ăn lại, ăn trong cái sự tiết chế, có nghĩa là mình ăn để mình nuôi sống cái thân mình thôi. Họ có nghĩa là sống, ăn để sống chứ không phải là sống để ăn. Cho nên những ngày chay của họ là họ tiết chế lại, họ ăn những cái thức ăn rất là đạm bạc, như là rau luộc, thật là có ăn cá thịt đi nữa là ăn không có bị phóng tâm theo. Và ngay cái người mà thực hành cao hơn trong đạo Thiên Chúa giáo về ăn chay á, là họ thể hiện ra hành động, là những ngày ăn chay đó là họ làm phước, họ đi họ giữ giới của họ là không được nói những lời thô ác, không được nói những lời chửi rủa người khác, thì giữ cái khẩu nghiệp của họ. Họ hay lắm á, cái đạo Thiên Chúa họ cũng có những cái hay của họ, và họ làm những việc bố thí, phóng sanh, cái đó cũng hay lắm. Đó là cái khái niệm ăn chay của đạo Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Còn khái niệm ăn chay trong đạo Phật mình là gì các con? Ăn chay đạo Phật là gì? Ăn rau không ăn thịt. Ăn rau không ăn thịt. Chắc chắn là muối. Không sát sanh. Không sát sanh. Đúng. Đúng không ạ? Đúng. Ăn chay trong đạo Phật có một từ gọi là trai giới. Trai giới. Trai giới. Trai giới. Trai nhưng không phải là con trai đâu. Không phải là đàn ông, không phải là giới nam. Không phải là giới này, là trai giới là giới tính là nam và nữ. Mà trai đây á là chỉ cho sự thanh tịnh. Giới là giới luật, là ăn chay là trong cái sự thanh tịnh của giới luật. Vì nó mình học vào cái bài này mình hiểu rất là hay, rõ nghĩa về cái việc ăn chay. Cho nên các con mà đã quy y rồi, đã thành Phật tử rồi, mình phải hiểu khái niệm ăn chay như thế nào, chứ không phải mình ăn chay mình chỉ biết là ăn rau củ quả thôi, nhưng mà không hiểu được cái ý nghĩa, cái khái niệm, cái mục đích ăn chay là gì. Cho nên chúng ta cần học ở đây là trai giới. Tại vì đạo Phật mình á là có hai truyền thống, Bắc tông và Nam tông. Mà cái này là cô đã nhắc với các con rồi, biết không? Tông và Nam tông chưa từng học đúng không? Chưa nghe. Bắc tông và Nam tông cũng có khái niệm ăn chay, nhưng mà ăn chay nó khác nhau, không giống nhau nghe. Cũng là đạo Phật của mình, nhưng mà ăn chay nó cũng có khái niệm khác nhau nữa. Trong đạo Phật, trong cùng một cái hệ thống đó, mà nó có sự khác nhau về ăn chay. Cho nên các con học bài này là các con hay lắm, mình hiểu được nhiều vấn đề lắm. Sau này mình hành nó sẽ không bị sai, hoặc là ai hỏi tới là mình biết được, mình trả lời. Theo Bắc tông, Bắc tông là những nước nào? Những nước nào? Không Bắc tông là chỉ cho những nước là Việt Nam này, Nhật Bản này, Hàn Quốc này, Đài Loan này, Trung Quốc. Những nước có sử dụng chữ Hán. Có Việt Nam ngày xưa chẳng sử dụng chữ Hán. Cũng đúng một phần, đúng một phần, đúng rồi đó. Là những nước như vậy. Còn Nam tông là nước gì? Nam tông là những nước nào? Campuchia. Nam tông là những nước Lào, Miến Điện, Campuchia, Thái Lan. Đó là những nước thuộc về Nam tông. Và khái niệm ăn chay của Nam tông và Bắc tông sẽ khác nhau. Nam tông ăn mặn, Bắc tông ăn chay. Hả? Sao? Nam tông ăn mặn nhưng mà mình không có tự làm biết. Giỏi. Rồi sao nữa? Bắc tông ăn chay là sao? Bắc tông ăn chay không sát sanh, là để cho người thanh tịnh, không mặn. Giỏi. Còn ai có câu trả lời khác không? Ở đây chúng ta là cũng kỳ cựu hết rồi, thì
mình phải hiểu ăn chay như thế nào chứ. Tới tháng 15, 14 cứ biết ăn chay là rau củ quả không? Nó có những cái khái niệm, những cái vô niệm, những cái giới luật mà mình phải biết để mình hành trì. Khái niệm về bắt tông và trai giới đây là chỉ cho những ăn chay là ăn rau củ quả, là ăn những cái món ăn không tổn thương đến những loài vật tri giác khác. Tại vì đạo Phật là hướng tới cái đạo, cái lòng từ bi, và lòng từ bi này sẽ hướng tới tất cả muôn loài chúng sanh, những cái hữu tình có tri giác. Cho nên chúng ta không đụng đến máu huyết của những loài hữu tình có sự sống. Cho nên chúng ta ăn chỉ ăn được rau củ quả. Còn Nam Tông thì có khác một chút, là thờ của Đức Phật là ngài làm gì? Đúng rồi, ngài đi khất thực. Tại vì khi mà ngài chứng quả rồi, ngài có tăng đoàn đệ tử của ngài, ngài ra một cái tiêu chí là không có nhà bếp trong chùa, không có nhà bếp trong các tự viện, tu viện, thiền viện. Vì sao? Vì có nhà bếp là có cái sự nấu nướng chuẩn bị rất là tất bật, rất là tốn rất nhiều thời gian. Ngài tu đến nỗi khi ngài thành Phật rồi, những vị đệ tử của ngài là A-la-hán hết, vậy mà tinh tấn và sự tốn thời gian đến mức độ như vậy đó quý vị. Ông ngồi gì chúng ta đây chưa là gì hết mà học tới cái này mà cũng ngã lên ngã xuống là cô nhìn cô thấy rất là buồn. Tại vì sao? Những ngài đó là phước đức trí tuệ tuyệt vời rồi, mà biết ngài còn kìm thời gian của cái ngài đến mức độ như vậy, không có nhà ăn trong tự viện, trong các thiền viện, kinh khủng không? Còn mình chưa có gì trong tay hết mà chắc sẽ lát luôn là không được, đúng không? Cho nên nhé, mình phải học cái bài này, mình học ra rất nhiều vấn đề cho trong cuộc sống của mình. Mình cần làm gì trong cái thời gian cho mình? Ví nhỉ, thành Phật đã là A-la-hán mà kịp thời gian đến nữa mà không cho, Đức Phật không cho nấu nướng trong chùa. Và mỗi buổi sáng, tất cả ngay bản thân Đức Phật cũng như đệ tử của ngài đi vào làm khất thực, ai cho gì ăn đó. Và thời của ngài á, là dân chúng ở đó là không biết về chay gì hết, không biết quan niệm về chay. Tại vì khi đó là mọi người cúng cái gì là ngài đều nhận cái đó vì lòng từ mà ngài nhận, chứ không phải vì lòng tham ăn mà ngài nhận. Chính vì vậy ngài ra ba cái điều mà khi ngài khất thực thì phải có ba cái điều mà cấm kỵ trong cái việc nhận đồ ăn, chứ phải là ăn cho gì ăn nấy là không nói rồi. Nhưng mà có những cái thực phẩm không được nhận, đó gọi là gì? Đó gọi là tam tình nhục. Tam là gì? Ba là ba. Ba giỏi quá. Tình là gì? À giỏi quá. Nhục là gì? À giỏi quá. À đúng rồi. Tam tình nhục là ba cái loại thịt. Thanh tịnh, thịt mà cũng có thanh tịnh trong đó. Các con thấy là tại sao bây giờ các nước Nam Tông vẫn thực hành việc khất thực và ăn mặc? Mình đừng biết chê, mình đừng có coi thường. Tại vì trong đó có cái giới luật của quý ngài, và quý ngài cũng đang hành theo cái con đường của Đức Phật khi xưa. Tăng tịnh nhục đây là có ba cái nguyên tắc khi mà nhận Phật cúng dường, là có ba cái loại thịt mà không được dùng đấy. Thứ nhất là gì? Không nghe. Thứ nhất là không nghe này, không thấy. Rồi gì nữa? Không nghe, không nhìn, không nói. Không, cái đó là ba con khỉ, nó là khác. Không nghe, không thấy, đừng nói không biết nghe. Rồi cái gì nữa? Không gì nữa, ba không. Không phải, cái đi đâu phải là năm giới đâu mà không trộn. Không nghe, không thấy và không nghi. Ba cái loại thịt này là
không được dùng đấy. Tam tịnh dục là khi đi khất thực, tất nhiên là có nhà thì cho cá, có nhà thì cho thịt, có nhà thì cho tôm, có nhà thì cho muối, có nhà thì cho rau, có nhà thì cho tương, xì dầu và vân vân. Thì bất kỳ cái gì ngài cũng nhận, không nghe là không nghe cái gì. Cái nghĩa là cái con vật đó, ví dụ như hôm đó có người cúng con gà, mà vô tình khi chư tăng đi tới hay là Đức Phật đi tới để mà khất thực, mà con gà đó đang bị giết để chuẩn bị cúng cho chư tăng, thì nhất định cái thịt đó sẽ không được nhận. Nói từ đây tự nhiên rợn gai gà, thấy Đức Phật ngài ngài từ bi quá, ngài từ bi lắm. Thấy tự nhiên thấy ngài thương chúng sanh quá. Uống nước đi. Tự nhiên nói tới đây xúc động, tại vì ngài làm cái gì ngài cũng nghĩ tới chúng sanh hết. Là khi mà chư tăng đi tới mà nghe cái tiếng cái câu gì mà nó kêu thì không được nhận cái thịt đó. Con thấy hay không? Ngài rất là hay. Không thấy, không thấy có nghĩa là khi ngài đi tới, chư tăng mình đi tới mà thấy có con gà hay là con heo hay là con bò chỉ đang bị mổ, bị giết, bị xẻ, thịt đó tuyệt đối không được nhận. Không được nhận, tại vì nó là tổn thương đi cái lòng từ bi của mình đó. Chứ không phải là đơn giản là chúng ta thấy là sao bây giờ mà cũng còn có cái phái ăn mặc, mà có cái vì tình thương không nghi. Không nghi có nghĩa là sao? Khi chư tăng đi tới khất thực mà nghe xôn xao, nghe xôn xao là cái việc này cái người cũng dường nó truyền cho cái người khác nghe cái người khác nói nữa, tự nhiên cái bàn tán là ra cái thịt này á là để dành cúng dường cho chư tăng, cho Đức Phật. Mình làm cái thịt này để mà ngài đi chăm cúng đây. Tự nhiên trong cái đoàn của ngài á mà có một vị thầy, một vị sư cô hoặc là Đức Phật nghe được câu chuyện đó, tự nhiên sanh tâm nghi là rằng là chắc là cái này vì sự khất thực cho nên người ta giết mổ để làm thịt. Tự nhiên cái thịt nó không còn thanh tịnh nữa, không được dùng đến, thấy không? Đó là ba cái khái niệm không nghe, không thấy, không nghe tam tịnh dục này. Nó hay không? Mình làm không được đâu nếu mà mình chưa đủ trí tuệ, chưa đủ tình thương. Tại vì khi mà các con chưa biết, tại vì khi mà cô học ở bên Miến Điện á, là quý thầy, quý sư á, vẫn đi khất thực và tội lắm, ai cho gì ăn đó, cho nên cái bình bát nó to vậy này. Và mỗi buổi sáng vậy là đi đầu trần chân đất, không được manh dép. Khi mà đi khất thực là đầu trần chân đất tuyệt đối luôn, và đi chánh niệm tuyệt đối thanh tịnh, và mắt thì hướng chỉ nhìn về phía trước khoảng gần thôi, không nhìn hai bên, ai cúng gì cũng hồi hướng cho họ. Mà khi mà nhận thức ăn về, hồi xưa thì trừ thì đỡ cái là người ta biết, nhưng hồi trước á, hồi mà cô còn ở Miến Điện cách đây mấy năm á, thì có người á cúng cá bỏ vô, có người cúng thịt bỏ vô, có người cúng chè cũng bỏ vô, có người cúng muối cũng bỏ vô. Nói chung là trong đó là như là một cái thập cẩm này. Và vậy mà dưới ngài về đổ ra ăn, trộn lại như là hồi xưa nếu mà mình nghĩ là đó là cái gì chứ không phải là thức ăn bình thường. Vậy mà dưới ngài xuất ăn trong cái tâm thanh tịnh, không phân biệt ngon, không phân biệt dữ, không phân biệt cái này là cái đồ quý, không phân biệt cái đồ này là đồ bình thường, không phân biệt. Cái tâm rất là thanh tịnh khi nhận đồ, và cái tâm thanh tịnh khi mà ăn. Đó, cái sự ăn của ý ngài rất là
mà mình thực hành vậy mình làm được không? Chè mà trộn với canh, hoặc là chè mà trộn với cá, chè mà trộn với thịt, rồi muối, mắm, rồi chi hợp đổ vô hết, không có lường. Mình nấu thì mình biết à, cái này là bỏ 2 muỗng đường là vừa, 1 muỗng muối là vừa, hay là 1 muỗng bột nêm là vừa. Nhưng mà khi họ bỏ đứa, họ cúng đứa thì có người họ chăm bằng cái tâm, có người cho 1 muỗng muối vô cùng chiều, hay là có người cho 1 chén mắm vô cùng chiều. Vậy mà quý ngài ngồi xuống ăn, cô chứng kiến được, mình thấy không đơn giản khi hành cái hành khắc thực tam tịnh nhục này. Cho nên khi mình biết vậy mà mình tôn kính cái sự hành trì của quý ngài, chứ không nên chê và coi thường tại sao mà quý ngài đã đi tu rồi mà còn ăn thịt ăn cá. Không phải, quý ngài đang hành lại cái những gì Đức Phật hành từ cách đây 2564 năm.